Là cái gì đó kinh khủng lắm nè các bạn ơi, siêu bet. Mình chỉ cần bỏ cái 779 của bút thôi là mình sẽ có vàng bet xịn nhất của cái thế giới này đúng không? Nhưng cái đầu ba mình đã nói rồi, dăm ba mấy cái sức mạnh của bút này mình nó có thiếu đâu. Chỉ cần bạn giúp cho mình một like thôi là được. Chơi. Chào các bạn nha, Hover Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục khám phá thế giới Dev Live Simulator. Đúng không các bạn ạ, lại có thêm một cái thế giới để cho mình thể hiện sức mạnh cơ bắp nữa rồi. Chúng ta sẽ tham gia một cuộc thi năng tạ để mà tiêu diệt kẻ thù. Không sao cả, mình sẽ cùng các bạn chinh phục cái thế giới này mà. Thế thì phải giúp cho mình một like nha, bấm đăng ký kênh nữa và bấm vào cái chuông kế bên. Mình đưa ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì sao một tháng biến mất ra khỏi cái thế giới YouTube này thì mình không biết phải quay trở về để mà phá đảo cái thế giới nào trong Golog nữa. Hãy nhìn xung quanh của thế giới này xem, các bạn có thấy mấy thằng quỷ này ở đây không? Đúng rồi, chúng nó không biết cái độ đáng sợ của mình hay sao ấy mà chúng nó dám thách thức mình các bạn ạ. Chúng ta sẽ thi đấu các bạn ạ. Nâng những vật ở phía sau, những con gấu và những kẻ thù đáng sợ hơn thì nó sẽ nâng những thứ kinh khủng hơn, hẳn một cái giường đạn đá siêu khổng lồ, rồi hẳn chiếc ô tô nữa. Hình như là khả năng mình không thể là chịu nổi rồi. Mất có vài giây thôi anh ta đã có thể nâng cái. Oh my god, mình không chịu nổi rồi. Chết tiệt thiệt chứ, mấy kẻ này không biết độ đáng sợ của mình các bạn ơi. Cho nên là chúng ta cần phải tập luyện để mà gia tăng sức mạnh, để mà còn trả thù nữa. Sức mạnh hiện tại của mình chỉ có 55 thôi sao? Các bạn có thấy được cái cục đá siêu đáng yêu trên tay của mình không? Chỉ cần một cú nhấp chuột của mình thôi là mình sẽ gia tăng một sức mạnh quá là kinh khủng luôn. Đã đến lúc rồi, sức mạnh auto glitch các bạn ạ. Let's go, hãy xem đây. Đó, các bạn thấy gì chưa? Cái sức mạnh kinh khủng của mình đang gia tăng nè. Thằng kia chuẩn bị tính tiền nó được rồi đó các bạn ạ. Sau khi mình gia tăng lên 150 surgen thì chuyện gì sẽ xảy ra? Let's go. Xuất hiện cái mũi tên chỉ mình đi đâu nè. Đâu để mình bước vào đây xem coi nó là cái gì. Mình có khả năng sử dụng một cục đá mạnh hơn sao? Trời ơi, cục đá này sẽ giúp cho chúng ta gia tăng 2 sức mạnh mỗi lần mình nâng nè. Quá kinh khủng luôn. Tiếp tục tập luyện cho mình. Khi mà lên 250 sức mạnh thì mình đã có khả năng sử dụng một cục đá mới hả? Lại có mũi tên chỉ mình đi đâu nữa rồi nè. Đâu để xem coi. À, nó chỉ mình đi tính tiền cái hàng hồi nãy các bạn ạ. À, thôi được rồi, để mình tính tiền nó luôn cho các bạn xem nha. Mình không thể nào chịu nổi cái sự nhục nhã khi nãy được. Let's go. Tiêu diệt kẻ thù nào. Nó làm sao mà chịu nổi sức mạnh của mình. Cái thằng quỷ này nó lại đứng che nữa rồi, không thấy gì hết. Mình đã được 3 cái rồi, 4 cái. Let's go, phát cuối cùng. Bánh xác. Ủa, chưa hết nữa hả? Bao nhiêu ghép vậy? 6 cái rồi nè. 7, 8, 9, cái thứ 10. Kết thúc được chưa? Tính tiền. Let's go. Và khi mình tiêu diệt nó thì mình sẽ được một cái chiến thắng bạn ạ. Và cái chiến thắng này nó làm cái gì vậy ta? Phía bên này có những quả trứng kỳ lạ gì nè. Mà chúng ta không có tủ chiến thắng để mà mua sao? Không sao hết. Tại vì mình phát hiện ra có một cái phần thưởng miễn phí gì bên phía bên này nè. Lụm 50 sức mạnh. Cái này là gì? Một cái spin may mắn và 50 sức mạnh nữa. À ok, thôi được rồi, chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh nhân phẩm của mình để mà quay thử coi dòng quay nhân phẩm nó sẽ cho mình cái gì đây. Trời ơi, siêu may mắn các bạn ạ. Mình không tin vào mấy cái nhân phẩm này đâu. Ủa vậy mình được hai cái dòng quay lần mà kỳ vậy ta. Ok, lượm thêm một cái dòng quay đó nha. Let's go, lần này sẽ được cái gì đây? Yo, 10 phút ít 3 win hả? Thôi được rồi, vì mình đã có quá nhiều chiến thắng rồi cho nên là mình sẽ mua một quả để xem coi quả trứng bò này sẽ cho mình với cái gì. Trời ơi, một con cừu các bạn ạ. À, con này chắc cũng hay á. Vẫn là con cừu sao? Hai con giống nhau là không có hay rồi đó. Những cái con quỷ này sẽ gia tăng cái gì cho mình nhỉ? Ít 2 sức mạnh các bạn ạ. À. Đâu để mình tập luyện xem nào. Trời ơi, một lần năng tạ cộng 8 với mình các bạn ạ. À. Mình sẽ cố gắng tập luyện các bạn ơi, để mình tính tiền cái hàng hồi nãy luôn. Sử dụng cục đá 3 kg này thì sức mạnh của mình sẽ được gia tăng nhiều hơn. Cái đầu quá, mấy cục đá này nó yếu quá các bạn ạ. À. Cái gì đây? VIP 249 cơ bút. Là mình sẽ cầm được cục đá mạnh nhất của thế giới này đúng không? Các bạn chỉ cần giúp cho mình một like thôi, các bạn thích là được. Dăm ba mấy cái cơ bút này mình không có ngại đâu. Chơi. Chúng ta đã có được cục đá mạnh nhất của cái thế giới này rồi. Holy shit, nó quá là gai góc luôn các bạn ơi. Đâu xem sức mạnh của nó nào. Trời ơi, nó cộng có... Ủa sao cộng 17 vậy ta? Mình bị lừa đúng không? Hồi nãy mình nâng được 13, 12 mà bây giờ lên 17 là sao? Nó lên 23 rồi nè. Hình như là sức mạnh của mình càng nhiều thì cái cục đá này nó cũng sẽ mạnh theo hay sao á. Ờ đúng rồi nè. Vậy ta, mình tưởng là cầm cục này mình nâng cái là mình trở thành siêu thoát được rồi. Sức mạnh hiện tại của mình là 5000 rồi các bạn ạ. Thằng quỷ này làm sao mà chịu nổi? Để mình đi tính tiền anh Steve nè. Tại sao lại có anh Steve trong cái thế giới này nhỉ? Anh này không nên tồn tại trong thế giới này đâu, hãy quay trở về thế giới Minecraft của anh ấy đi. Let's go. Nâng các bạn ơi. Đó, thấy sức mạnh của mình chưa? 5 cái, 6, 7, 8, 9, phát cuối các bạn ơi, phát nổ. Trời ơi, xin nhảy cái chiến thắng nha. Bây giờ mình có 7 cái. Ủa sao có 7 vậy ta? Ít gì? Anh bạn này nhìn quá là cơ bắp luôn các bạn ơi. Sức mạnh cứ tặng 12.000. Ok, thôi tiếp tục tập luyện thôi chứ có cái gì đâu. Yo, mình phát hiện ra cái gì đó kinh khủng lắm nè các bạn ơi. Siêu bet. Mình chỉ cần bỏ cái 779 của bút thôi là mình sẽ có vàng bet xịn nhất của cái thế giới này đúng không? Nhưng cái đầu quá, mình đã nói rồi, dăm ba mấy cái sức mạnh của bút này mình nó có thiếu đâu. Chỉ cần bạn giúp cho mình một like thôi là được. Chơi. Đó, mua xong cái này là mình sẽ tiêu diệt hết kẻ thù trong thế giới này cho các bạn xem nha. Rồi, ba quả trứng của tôi đâu sao tôi không thấy? Ủa gì vậy? Nó ra luôn. Ủa nó không có phát nổ gì hết sao? Quá là buồn luôn các bạn ạ. À. Cái gì? Sức mạnh siêu may mắn của mình mà ra được ba con normal hả? Là ba con bình thường các bạn ạ. À. Hình như là mình bị nó lừa rồi hay sao ấy? Ba con này trời ơi nó 48% luôn á. Holy. Nó chấm hỏi các bạn ơi.
Trời, một lần nâng tạ thôi được 5.000 sức mạnh. Kỳ cục quá, thôi được rồi, để mình tiêu diệt cái thằng quỷ này. Mình chỉ cần nâng đúng một lần thôi là mình đã có đủ sức mạnh để mình tiêu diệt anh bạn này rồi sao? Quá là kinh khủng luôn, đúng là siêu bét mà. Hai cái, ba cái. Trời ơi, mình đang nâng những cục đá các bạn ơi. 8 cái nè, 9 cái, thôi được rồi, phát cuối nè, mình sẽ cho anh bạn này phát nổ. Let's go. Ôi trời, sức mạnh mình lên cả triệu luôn các bạn ơi. Chuyện gì vậy? Mình có thể tái sinh luôn rồi sao? Tái sinh thì mình sẽ được cái gì? Từ núp lên newbie. Có được dòng mắt hết chiến thắng luôn hả? Thôi thì tái sinh đi ha. Ok, năng. Rồi, muốn lần tái sinh tiếp theo chúng ta cần cái gì? Ủa, muốn tái sinh lần tiếp theo chúng ta cần cái gì vậy? Hình như chúng ta cần 50 con bet đúng không? You keep your bet là sao? Thôi được rồi, không hiểu. Sức mạnh hiện tại của mình bây giờ là 18 triệu. Thằng quỷ này có 250.000, sao nó yếu đuối vậy các bạn? Ok, cho anh bạn này giờ là... Oh shit, chuyện gì vậy? Trời ơi, sức mạnh mình kinh khủng quá các bạn ơi. Mình không hề thấy là mình nâng cái bánh xe lên luôn á. Trời ơi, tái sinh luôn. Mặc dù tái sinh nhưng mà sức mạnh của mình vẫn còn các bạn ạ. Cho nên là cũng không có ngại đâu ha. Đâu kẻ thù tiếp theo? Quỷ này 2 triệu sức mạnh hả? Có thấy cái gì không? 19 triệu sức mạnh nè. Thôi tính tiền nó luôn đi các bạn ơi, nhức cái đầu quá. Mình sẽ chấp nó đi trước luôn. Trời ơi, nó yếu đuối quá. Một cái nè, hai nè, ba nè. Thôi được rồi, let's go, hãy xem đây. Phát thứ 10, bánh xác. Xin nhảy cái chiến thắng nha, đúng là những kẻ thất bại mà lại có thể tái sinh nữa rồi nè. Let's go. Rồi, mình đã tiêu diệt hết kẻ thù của thế giới này rồi, bây giờ chúng ta cần phải đi đâu nhỉ? Phía bên này có những cánh cổng gì nè, mà muốn qua đây chúng ta cần 5.000 cái chiến thắng hả? Chuyện kinh khủng như vậy ta, sao mình có nhiều chiến thắng đến như vậy? Mục tiêu mới của bây giờ của mình sẽ là 5.000 cái chiến thắng. Thằng này cho mình có 500 vậy, quá là ít luôn các bạn ơi. Không được rồi, đã đến lúc mình nên khám phá cửa hàng của nó thôi. Ấy rồi các bạn ơi, mình có thể sử dụng X3 chiến thắng. Hồi nãy mình chưa sử dụng Ultra Lucky, bảo sao mình mở ra mấy con bet cùi bắp à. Hồi nãy mình tiêu diệt thằng quỷ này, nó cho mình 500 cái chiến thắng đúng không? Bây giờ nó sẽ cho mình 1.500 các bạn ơi. Của mình, đó, 1.700 luôn, quá là nhiều các bạn ơi. Yo, 4.000 luôn rồi nè. Thì đây sẽ là lần cuối cùng nha. Let's go. Phát nổ. Xin nhảy cái chiến thắng. Đúng là kẹo yếu đuối mà. Mình đi trước đây. Mình lại có vòng quay gì? Không có hả? Có chứ. Let's go. Lại là may mắn nữa. Kỳ cục thì chớ. Thôi được rồi, hãy đến với vùng đất tiếp theo nào. Đi search sa mạc đúng không? Đúng rồi các bạn ơi. Sa mạc gì thì kỳ cục vậy? Con này con gì ta? Con tắc kè hả các bạn? Các bạn nói mình nói đúng không? Sao nó mặc áo hoa như Hawaii vậy ta? Chết tiệt, mạo mè thì cái chớ. Thôi được rồi, tiêu diệt nó luôn đi các bạn ơi. 130 cái kiện gom này mình đâu có ngại đâu. Let's go. Quá nhẹ nhàng luôn. Quỷ đó chỉ có 7 triệu sức mạnh nào, mình tới tặng 40 triệu lận. Tính tiền nha. Đâu còn thằng này thì sao? 50 triệu hả? Thôi mình thua rồi đó. Ở đâu, mình đâu có thua đâu, giờ mình hơn 50 triệu luôn rồi nè. Let's go. 130 mấy cái cây xương gồng này làm sao mà có thể xứng đáng làm đối thủ của mình được. Ủa cái gì ta, sao sức mạnh mình nó yếu gì ta? Nãy mình nhớ là mình nâng nó nhanh lắm mà sao mà cái tốc độ mình nó bị chậm lại vậy? Mình nghĩ là mình cần phải gia tăng sức mạnh thôi. Bánh xác. Xin nhảy cái chiến thắng nha. Thôi được rồi, tiếp tục tập luyện nào. Thằng quỷ này bao nhiêu? 350 triệu sức mạnh. Nó hơi quá đáng rồi đó. Mình có vàng siêu bét ở đây mà. Sức mạnh của mình chắc chắn thì rất là kinh khủng. Vì mình đã cầm cục tạ mạnh nhất của thế giới này rồi, cho nên là mình cũng không cần phải cầm mấy cái này làm gì luôn á. Sức mạnh của mình bây giờ lên con số cả tỷ rồi sao? Chuyện gì vậy ta? Kẻ thù tiếp theo là chúng ta cần phải nâng một chiếc xe chở TNT hả? Anh bạn này là cao bồi các bạn ơi. Thôi được rồi, miền viễn tây ở đây mình cũng không có sợ đâu. Phát nổ súng ống gì mình cũng không có sợ đâu. Thôi tiêu diệt anh ta nha. Bành xác, tính tiền cho tôi. 300.000 chiến thắng rồi các bạn ạ. Đây là cái gì đây? Con mèo các bạn ạ. Mèo ai cạp, sức mạnh của con mèo tặng 2.5 tỷ. Mình mới có 2.2 tỷ thôi. Thế thì tập luyện tiếp thôi chứ có làm sao đâu. Rồi lên được 4 tỷ luôn rồi nè. Trời ơi, dầm ba mấy con mèo. Con mèo ai cạp này mình không có sợ đâu các bạn ạ. Đúng vậy, tiêu diệt nó luôn. Nổ. Holy shit, vị thần gì đây? Nhìn hơi bị đáng sợ rồi đó các bạn à. Ba đầu sáu tai hả? Kinh khủng quá vậy. Shit, thôi được rồi. Anh bạn này có tới tặng 17 tỷ sức mạnh lận. Mình mới có 4 tỷ thôi các bạn ơi. Đây đúng là kẻ thù đáng sợ mà. Không đáng sợ lắm đâu, mình nói cho Higger vậy thôi. Mình được 5 cái vòng quay may mắn nè. Ít 3 sức mạnh, 25.000 chiến thắng. Spin. Cho tôi con siêu bét được không? Siêu bét, đây rồi các bạn ơi. Ủa? Hãy xem sức mạnh của mình đang gia tăng nè. 12 tỷ rồi. Mình sẽ cố gắng lên 30 tỷ luôn để mà tiêu diệt ông nội một cách nhanh chóng nha. Rồi làm 26, 27, 8, 9, 30. Dừng tay. Đã đến lúc rồi. Nói lời chia tay với kiên tự tháp ai cập được rồi đó. Xin lỗi nha. Chấp nhận sự thất bại đi. Let's go, nâng một cái. Sức mạnh 30 tỷ mới có thể nâng hẳn một cái kim tự tháp đó các bạn ạ. 6, 7, 8, 9, cái cuối cùng. Phát nổ. Ôi ơi, xin nhảy cái chiến thắng nha. Mình có 8 triệu có chiến thắng rồi hả? Nhiều quá vậy ta. Chúng ta sẽ đến với khu vực tiếp theo mà chúng ta cần tới 10 triệu luôn hả? Bây giờ mình mới có 8 triệu rồi các bạn ạ. Thôi, mình sẽ quay trở về thế giới của mình. Tại vì bên này nó có cái event gì nè. Ski BD hả? Nó nghe quen người ta. Đừng nói là quá giật bồn cầu nha. Trời ơi, đối thủ của mình là những cái bồn cầu sao? Mạnh nhất nó bao nhiêu sức mạnh vậy?
Ủa 5 quy giờ là bao nhiêu rồi ta? Ủa sao mình có một sức mạnh vậy? Sao cục tạ của bút của mình nó thành cái bồn cầu luôn rồi? Chết tiệt các bạn ơi, cái thế giới này bị ám rồi, không được rồi, mình hơi bị sợ cái thế giới này rồi đó. Mình vô đây mình xem gì thôi chứ mình sẽ đi về nha. Để mình qua thế giới bão tuyết nữa, đúng vậy. Chúng ta chỉ còn thiếu có 2 triệu cái chiến thắng thôi. Tiêu diệt kim tự tháp các bạn ạ. Let's go, bắt đầu nào. Phát nổ, let's go, 14 triệu cái cúp rồi các bạn ạ. Nói lời chia tay với cái thế giới sa mạc này đi, chúng ta sẽ đến với thế giới winter, là thế giới mùa đông các bạn ơi, thế giới tuyết. Đâu xem nào, yo, màu xanh quá là đẹp luôn. Mình lại trở thành anh H3 lạnh lùng nữa rồi sao? Những kẻ thù bên này đáng sợ không? Trời ơi, 34 tỷ sức mạnh, holy, sao bị đáng sợ rồi đó. Bây giờ sức mạnh mình là 59 tỷ nè, lỗi bạn. Thằng Zack hả? Ủa sao lại là Zack? Nó lại có 5 triệu ở đây. Thôi kệ nó đi, mình sẽ tiêu diệt nó các bạn ơi. Mình đang nâng những quả cầu tuyết hả? Thì các bạn ơi, chính phát cuối cùng, phát nổ. Thôi được rồi, mình sẽ dừng cái ngày hôm nay ở đây thôi các bạn ơi. Sức mạnh robot của mình nó quá kinh khủng, tiêu diệt kẻ thù của mọi thế giới. Qua tới thế giới tiếp theo thì nó cũng chỉ thêm kẻ thù mới thôi, cũng đâu còn gì nữa mà khám phá nữa. Nên là mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai nha, lúc 6 giờ chiều. Đừng quên là giúp cho mình một like, thì dăm ba mấy cái robot này mình không có ngại đâu. Bấm đăng ký kênh nữa và bấm vào cái chuông kế bên. Khi mà mình ra video mới, các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn buổi tối tốt lành. Bye bye.